chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, thì mình nãy giờ mới đâm một chén muối ớt này các bạn, rất là ngon luôn, nhìn rất là bén luôn các bạn. Đó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái mặn độc lạ nhất thế giới, độc lạ nhất miền Tây đi, nhất thế giới luôn các bạn. Đây đây, những cái mặn này đây. Đây các bạn, nhìn các bạn, mấy cái mặn này coi nó có giống ai không các bạn, rất là lạ luôn phải không. Đây đây nhìn đó không, nhưng mà vấn đề ở đây là nó có trái nè các bạn, trái nó nè đó, thấy chưa. Đây trái này các bạn, rất là to luôn nè, quay lại gần ở camera đó, trái rất là to luôn nha. Cái này không phải mình gắn đâu nha các bạn, 100% luôn nha. Ấy rụng đây, mới đụng vô nó rụng rồi các bạn, hình như là nó đây, nó bị chín nó sâu rồi, để mình vẽ ra thử coi nó có ăn được hay không nha. Đây các bạn, ăn được các bạn đó, nó có phần sâu bên đây thôi, đâu bỏ phần này đi, đâu mình ăn thử coi như thế nào, coi ngon không nè. Rất là ngọt luôn. Rất là ngọt luôn các bạn, giống mặn này không biết giống gì nữa ta. Độc lạ quá. Để mình giặt vòng vòng mình tìm thử coi còn trái nào nữa không. Đây ở dưới đây có hai trái nè đó, nghe không, cái này không phải là mình gắn vô đâu nha. Ở đây thì có một trái húi rồi, đây này các bạn, có một trái rụng nó húi nè đó, rụng nó húi rồi, thì trong này có một trái nó rụng xuống nè, nó húi luôn nè. Thì thử mình bẻ thử trái này coi coi nó bị ăn được không nha. Phần bên đây thì nó hư rồi nè, bên đây bị hư rồi, rồi bị sâu rồi các bạn, bỏ đi. Mình tìm vòng vòng coi còn trái nào nữa không nha các bạn. Đó, có hai trái này nằm ở dưới đây, nó hơi bị dơ rồi, hơi bị dơ rồi. Đó, nó hơi bị dơ các bạn, chùi vô cái áo đi cho nó sạch sạch lại ha, ăn luôn. Đây, trái này hình như là cũng chưa có chín tới. Đây trái này, mặn này để mình sẽ ăn thử rồi, trái này có ngọt không. Chén muối ớt rất là ngon luôn các bạn. Rất ngọt luôn. Để tìm xung quanh cây này coi còn trái nào nữa không nha. Đây bên đây nữa nè, trái bên đây nè, cầm ra đây là trái này các bạn, trái này bên đây còn hơi nhỏ, để mình đi qua cây bên đây rồi nha, xem đây có gì không các bạn. Đây đây các bạn, ở đây cũng có mấy trái nè, mà còn nhỏ quá. Thấy cây mặn này độc độc lạ ghê chưa các bạn, lá thì lá rất là non nè, mấy cái lá này non non này ăn bánh xèo cũng được ha, mà nó hơi bị sâu này, phải xịt thuốc mới được. Cây mặn này không có xịt thuốc luôn cho nên hơi sâu các bạn ơi. Đó, cây mặn thấy không, không hề gắn vô nha các bạn. Đó, bên đây nữa camera ơi. Đây nguyên một chùm luôn nè, ở đây một chùm nè. Đó, cái này chắc khoảng ấy nó rụng rồi, nó gần như không có, mình không có xịt thuốc cái cây nó bị hư. Đó, trái nè, trái nè, đó thấy chưa. Đó, giống này mặn này mình cũng không biết giống gì các bạn, cây thì trồng vậy nè mà lá xum xê chân, mà mặn thì nó núp ở trong không à. Đó, ăn thì rất là ngọt. Rất là ngọt luôn các bạn, đố các bạn biết nó giống mặn này là mặn gì đó. Độc ghê chưa, quá độc luôn. Quá ngọt. Để cho mặn này là cái khoảng một tầng loại nữa, mấy cái mặn này sẽ bự lên, là nó sẽ rất là nhiều trái luôn các bạn. Chắc chờ gãy cái nhánh rồi, lá rất là non luôn ha. Mặn này mặn gì độc lạ quá. Thôi bây giờ mình chia sẻ nhiều đó thôi, đố các bạn cây mặn này là mặn gì đó. Thôi tạm biệt các bạn nha.